Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Xe Đẹp TV. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 4 năm 2023, hãng xe VinFast công bố đã chính thức xuất cảng lô xe ô tô điện VF8 thứ 2, gồm có 1.879 chiếc tới Mỹ và Canada. Theo lịch trình, lô xe sẽ cập cảng và sẵn sàng bàn giao cho khách hàng Mỹ vào tháng 5 và khách hàng Canada vào tháng 6. Cụ thể, vào rạng sáng ngày 17 tháng 4 năm 2023, tàu Silver Queen chở 1.879 xe VinFast VF8 thứ 2 xuất khẩu ra thế giới đã chính thức rời bến cảng MPC Port Hải Phòng để tới Bắc Mỹ. Dự kiến, sau 20 ngày di chuyển, tàu sẽ cập cảng Benicia, California, Mỹ để bàn giao 1.098 xe cho thị trường Mỹ và sẽ tiếp tục vận chuyển 781 xe còn lại tới Canada. Đây là lô xe VF8 thứ 2 và cũng là lô xe tiêu chuẩn đầu tiên xuất khẩu với hai phiên bản Eco và Sport, có thông số về quãng đường di chuyển theo tiêu chuẩn EPA cao hơn so với phiên bản City Edition đã bàn giao đợt đầu tại Mỹ. Ngay sau khi có thông tin VinFast đưa lô hàng thứ hai sang châu Mỹ, rất nhiều ý kiến khác nhau đã bày tỏ quan điểm trái chiều xung quanh hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất khẩu được xe sang thị trường khó tính như nước Mỹ. Trên các fanpage cũng như các kênh YouTube, nhiều khán giả bày tỏ sự thán phục về tốc độ phát triển rất nhanh của VinFast cũng như sự thần tốc và lời hứa của tỷ phú Phạm Nhật Vượng về tiến độ bàn giao xe đến tay khách hàng ở Mỹ hay Canada. Cần nhấn mạnh rằng, trong năm ngoái, khi mở bán xe tại Mỹ, thì hãng xe VinFast đã ghi nhận con số kỷ lục hơn 6 vạn đơn đặt hàng và sau đợt chuyển lô hàng đầu tiên 999 chiếc xe ô tô điện cuối năm ngoái, thì bây giờ, ông Phạm Nhật Vượng chuyển tiếp 1.879 chiếc xuất cảng sang Mỹ. Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương thì có không ít những ý kiến bày tỏ thái độ về cách làm của VinFast. Trên kênh YouTube của một người Việt nổi tiếng đang sinh sống tại Mỹ thì có ý kiến nói như sau. VinFast diễn tốt thật, từ lúc công bố sản phẩm đến lúc xuất xưởng chỉ chưa đầy 2 năm, làm nhanh như vậy thì khó thành công. Trong khi đó, có ý kiến lại bày tỏ rằng VinFast chỉ mạnh ở Việt Nam thôi, chứ sang Mỹ thì khó thành công lắm. Thưa quý vị và các bạn, khi một hãng xe do chính người Việt tạo nên, đem sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, đặc biệt việc ông Phạm Nhật Vượng chọn thị trường Mỹ để bán hàng thì đáng nhẽ chúng ta nên động viên, khích lệ, chứ đằng này lại mỉa mai, chùi ẻo, thì liệu có nên? Nếu như VinFast làm sai, làm lỗi thì khách hàng có quyền lên tiếng, nhưng khi sản phẩm đang ở giai đoạn đầu thì sự đánh giá, chê bai thì liệu có khách quan? Về cơ bản, chúng ta nên ủng hộ thương hiệu Việt Nam khi xuất khẩu, bởi qua những sản phẩm mà điển hình là chiếc ô tô thì đó là niềm tự hào của người Việt nói chung. Quay trở lại câu chuyện của VinFast, có thể nói những chiếc xe VinFast đầu tiên ở thời điểm hiện tại xuất khẩu đến Mỹ cũng đang tạo được những cảm xúc không hề nhẹ với những người Việt đang sinh sống, làm việc tại đây. Việt Nam cũng đã từng là một quốc gia nghèo đói sau chiến tranh và giờ đây đã vươn mình trở thành một quốc gia sản xuất được ô tô, thậm chí là còn hiện đại không kém những sản phẩm tại chính đất nước đã sản sinh ra Henry Ford, ông tổ của ngành sản xuất xe hơi hàng loạt. Trên thực tế, hành trình chinh phục nước Mỹ ở thời điểm này của VinFast là không hề dễ dàng. Thị trường Mỹ được coi là cô gái đẹp, luôn có lực hấp dẫn mãnh liệt và khiến cho người ta chưa bao giờ ngừng khát khao chinh phục. Tuy nhiên, nước Mỹ cũng là mảnh đất đang chứng kiến đến 90% các công ty khởi nghiệp ô tô thất bại. Thậm chí, cả các tay chơi kỳ cựu với các nguồn đầu tư khổng lồ và mang trong mình nhiều kỳ vọng. Việc VinFast dám mang xe đến nơi đây bán là một quyết định dũng cảm, đầy rủi ro và thách thức. Nhưng họ đang dũng cảm với kỳ vọng sẽ tạo ra những hiệu ứng tốt vì chỉ cần những chiếc xe này được chạy tại Mỹ, được người dân nơi này sử dụng thì coi như đã vượt qua tiêu chuẩn khắt khe nhất, dễ bề tiến vào thị trường khác. Có lẽ vậy nên ngay từ đầu VinFast đã xác định nước Mỹ sẽ là thị trường chính. Ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, công ty mẹ của VinFast đã từng chia sẻ trong đại hội đồng cổ đông thường niên hồi năm 2020 rằng thị trường Mỹ giống như một phép thử, nếu chúng tôi vào được thị trường khó nhất thì vào những thị trường khác đơn giản, dễ dàng. Và với những công ty mới mang tính startup như VinFast, chúng tôi càng phải đặt những mục tiêu rất cao và nghiêm khắc.
Việc ông Phạm Nhật Vượng có tham vọng chinh phục thị trường Mỹ là điều không hề giấu giếm. Song, nhiều người từng đánh giá đây là một tuyên bố làm màu, trong khi những người khắt khe thì cho rằng đó là sự tự tin thái quá. Tuy nhiên, hành trình của VinFast với giấc mơ Mỹ giờ đây đã thành hiện thực. Dẫu cho mới chỉ là những bước khởi đầu, tuy nhiên, chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Muốn thành công, ai mà chẳng cần phải dũng cảm, khát khao và dám chinh phục. Có lẽ đã đến lúc chúng ta hãy nên tin vào những khát khao của VinFast, khát khao sự thành công của một thương hiệu Việt.